16 tuổi, Anna Nguyễn Anh Thi, thành phố Hồ Chí Minh quyết định sang Phần Lan du học thông qua chương trình miễn phí của Fides Future. Sau 2 năm, cô được tỷ phú Phần Lan Peter Vesterbacka, cha đẻ của trò chơi Angry Birds đình đám, mời sát cánh cùng ông trong chương trình Cuộc đua kỳ thú Phần Lan. Em cảm thấy rất là biết ơn ạ. Thậm chí là trong cái khoảng thời gian mà có nhiều cái điều khó khăn xảy ra, em cũng cảm thấy là em đã quyết định đúng và em không có hối hận, không hề hối hận về cái quyết định này. Tại vì Phần Lan nó đã mở ra cho em rất nhiều thứ, và một những thứ quan trọng nhất là cơ hội. Nó cũng mở ra góc nhìn của em nữa, và nó cho em trưởng thành hơn và mà suy nghĩ, và em biết là em học được là cái việc mình nhỏ tới mức như nào trong cái gọi là quả đất này, và nó dạy em kiểu khiêm nhường hơn, và nó dạy em phải biết cách học hỏi hơn, và khi bước vào bất cứ thứ gì thì em đều phải mang một cái tinh thần là mình sẽ học hỏi, và mình rất là nhỏ bé trong cái môi trường này. Trong hành trình tham gia chương trình truyền hình thực tế Amazing Race, nữ du học sinh đã có cơ hội đưa những địa danh của thành phố Hồ Chí Minh ra thế giới như Hồ Con Rùa, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, ốc đảo Thanh Đa. Bên cạnh đó là học sinh xuất sắc của trường trung học Mantan, Lucio, trưởng nhóm đại diện nước thành viên của Thượng nghị viện trẻ châu Âu, gọi tắt là EIP, và là trưởng ban tổ chức hội nghị cấp khu vực của EIP Finland ở thành phố Tampere. Nguyễn Anh Thi cũng đã chia sẻ về kinh nghiệm du học Phần Lan, giới thiệu đến các bạn trẻ những cơ hội tuyệt vời mà Finest Future mang đến cho những ai muốn được học tại Phần Lan, một trong những môi trường giáo dục hàng đầu thế giới. Em chia sẻ rất thẳng thắn với tất cả những bạn đi chương trình này và những em chuẩn bị đi chương trình này là đây không phải là một màu hường. Giáo dục Phần Lan rất tốt, môi trường rất tốt, cơ hội rất tốt, nhưng mà nó không dễ, nó chưa bao giờ dễ. Nhưng mà khi mà vượt qua tất cả những cái khó rồi, bạn sẽ gặt được cái quả ngon đó. Thì trong cái hành trình mà vượt qua được cái đó là một hành trình khó, và phải biết nỗ lực tìm những cái cơ hội riêng của mình. Cho dù là người hướng nội, người hướng ngoại, thích cái này thích cái kia, nhưng mà đều cần phải tự mình đi kiếm những cái cơ hội đó cho mình. Chương trình đưa những học sinh như Anna Nguyễn Anh Thi từ các nước sang học tại Phần Lan của Finest Future đã được thực hiện trong 3 năm qua. Học sinh sẽ được miễn học phí từ phổ thông cho đến khi trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ, được hỗ trợ mọi điều kiện ăn ở, học tập tốt nhất tại Phần Lan. Cơ hội định cư tại đất nước ít lao động trẻ này cũng rất lớn. Để đảm bảo điều kiện du học Phần Lan theo chương trình của Finest Future, học sinh chỉ cần tốt nghiệp bậc trung học cơ sở với điểm trung bình môn GPA từ 7.0 trở lên, khả năng tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên. Học sinh sẽ tham gia một buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh và cần từ 8 đến 10 tháng học tiếng Phần Lan để đạt trình độ B1. I think that with Finest Future we are off to a very good start. So we started a bit over 3 years ago, and then we had 15 students, 7 from Vietnam, 8 from Uzbekistan, come to Finland. So, you know, learning the language and then coming to Finland for high school. And now this year we'll see about 1,000 students, and next year 3,000, and then we expect it to grow to 30,000 students every year coming to Finland from Vietnam, from Uzbekistan, from many other countries. And when we started, we had 7 high schools. Now we have almost 100, and tens of vocational schools as well. So I think that by all metrics, it's been growing very, very well. So we have plenty of capacity, and I think it would be very, very wrong not to offer that to the rest of the world, as we already have the walls, the teachers, you know, we have the capacity. So that is what we're doing with Finest Future. We're opening up that opportunity for young people everywhere. Năm 2023, báo cáo hạnh phúc thế giới của Liên Hiệp Quốc tiếp tục xếp Phần Lan là nước hạnh phúc nhất thế giới, trở thành quốc gia đạt danh hiệu này trong 6 năm liên tiếp. Phần Lan cũng là một trong những nước có nền giáo dục phổ thông tốt nhất trên thế giới. Chương trình của Finest Future đang mang đến cơ hội ngày càng nhiều cho học sinh Việt Nam tiếp cận nền giáo dục của đất nước này.